Thưa quý vị, từ các đồng minh cùng tham gia đảo chính giành chính quyền vào năm 2019, quân đội Sudan và tổ chức bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF tại Sudan giờ đây lại nổ súng vào nhau để tranh giành ảnh hưởng cầm quyền tại quốc gia Bắc Phi. Vụ đụng độ quân sự Sudan bùng phát từ trước đó khiến ít nhất 56 người thiệt mạng. Một số quốc gia đã bày tỏ mong muốn làm trung gian hòa giải, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy xung đột sẽ sớm chấm dứt. Sự việc lần này được dự báo sẽ khiến bức tranh chính trị tại Sudan vốn thường xuyên bất ổn, đặc biệt sau cuộc đảo chính năm 2019 lại càng thêm rối rắm. Cho tới nay, thông tin về những gì đang xảy ra trên thực địa tại Sudan vẫn tương đối mù mờ. Vẫn chưa rõ đất nước đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe phái nào. Đêm 15 tháng 7, RSF tuyên bố đã kiểm soát đa số căn cứ quân sự tại Sudan. Tuy nhiên, New York Times nhận định các tuyên bố như này rất khó xác minh. Về phần mình, quân đội Sudan bác bỏ thông tin của RSF. Cả hai bên cũng đều tuyên bố kiểm soát sân bay Khartoum và các địa điểm quan trọng khác trong thành phố, khởi đầu từ một căn cứ quân sự tại Khartoum. Các cuộc giao tranh đã nhanh chóng lan ra khắp thủ đô và cả những thành phố khác tại Sudan. Giữa lúc các máy bay chiến đấu quần thảo trên bầu trời, người dân Khartoum phải cố thủ trong nhà, trong khi các đại sứ quán cũng khuyến cáo công dân nước mình không ra ngoài đường vào lúc này. Các đoạn video được ghi lại từ sân bay quốc tế Khartoum cho thấy một máy bay dân sự bị bốc cháy, trong khi hành khách phải nằm bò dưới sàn nhà để che chắn. Hãng hàng không quốc gia Saudi Arabia cho biết một máy bay của họ bị trúng đạn khi chuẩn bị cất cánh. Các cuộc đấu súng diễn ra ngay trong các khu dân cư, nơi hai phe đặt văn phòng hay căn cứ, khiến cuộc sống của người dân thêm nguy hiểm. Theo các số liệu được truyền thông quốc tế công bố, hàng chục người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Trong số những người thiệt mạng có 3 nhân viên của Chương trình Lương thực Thế giới WFP đang làm nhiệm vụ tại vùng Bắc Darfur. WFP đã tạm đình chỉ mọi hoạt động tại Sudan sau vụ việc. Hiệp hội bác sĩ Sudan đã kêu gọi các nhân viên y tế tới bệnh viện gần nhất. Cơ quan này cho biết đang có nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Huda, cư dân Khartoum, nói với Reuters, chúng tôi rất sợ hãi. Chúng tôi đã không ngủ trong 24 giờ vì tiếng ồn và nhà bị rung lắc. Chúng tôi lo sẽ hết thức ăn, nước uống và thuốc men cho người cha bị tiểu đường của tôi. Nguồn gốc cuộc xung đột hiện nay đến từ mâu thuẫn giữa hai phe phái, quân đội Sudan trung thành với tướng Abdel Fattah al-Burhan và lực lượng RSF do tướng Moha Hamdan lãnh đạo. Theo Al Jazeera, tuy nhiên hai phe hoàn toàn không phải kẻ thù chuyển kiếp mà từng hợp tác với nhau trong quá khứ. Năm 2019, lực lượng vũ trang Sudan đã chung tay thực hiện đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Omar al-Bashir. Trong chính quyền quân sự được thành lập sau đảo chính, tướng Ahohan giữ vai trò lãnh đạo, trong khi tướng Hemeti giữ vai trò phó lãnh đạo. Tuy vậy, mâu thuẫn giữa hai bên đã nổi lên trong thời gian qua liên quan tới kế hoạch sáp nhập RSF vào quân đội chính quy. RSF muốn quá trình kéo dài 10 năm, trong khi quân đội cho rằng điều này nên được thực hiện trong vòng 2 năm. Lực lượng RSF được thành lập năm 2003 dưới thời cựu Tổng thống al-Bashir, với tiền thân là một số lực lượng dân quân. Tới năm 2017, ông al-Bashir đặt RSF dưới quyền quản lý của quân đội nhưng vẫn cho phép lực lượng này giữ quyền tự chủ với hệ thống chỉ huy riêng. Việc sáp nhập RSF vào quân đội là một phần của thỏa thuận đưa Sudan trở lại sự kiểm soát của chính phủ dân sự, vốn được Saudi Arabia, UAE, Liên Hợp Quốc và Mỹ bảo trợ cuối năm 2022. Hàng loạt quốc gia và tổ chức quốc tế như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh hay Liên minh châu Âu EU đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây tại Sudan, cũng như kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã trao đổi với cả tướng Ahohan và tướng Hemeti để kêu gọi chấm dứt bạo lực và đối thoại. Ông Guterres cũng điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki để thảo luận cách thức tránh leo thang căng thẳng. Sau khi 3 nhân viên WFP thiệt mạng, hôm 17 tháng 4, ông Volker Perthes, lãnh đạo phái bộ chính trị của Liên Hợp Quốc tại Sudan, UNITAMS, đã lên án vụ việc. Ông Perthes, người cũng là đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Sudan, nói thêm, tôi rất kinh hoàng trước báo cáo về việc đạn pháo rơi trúng và tình hình cướp bóc tại các cơ sở của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo khác ở nhiều địa điểm tại Darfur. Reuters cho biết, trong khi đó Ai Cập và Nam Sudan đã đề nghị đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các phe phái tại Sudan, theo thông cáo của Phủ Tổng thống Ai Cập. Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi AU cũng đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp hôm 16 tháng 4 để thảo luận về tình hình tại Sudan.
Thưa quý vị, những giờ qua, thế giới luôn theo sát mọi diễn biến chính trị và an ninh tại Sudan, nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội và các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF. Nhiều cuộc họp khẩn đã được tiến hành với những lời kêu gọi các bên Sudan trở lại bàn đàm phán để thu hẹp sự khác biệt bất đồng, đặc biệt về việc sáp nhập các lực lượng hỗ trợ nhanh vào quân đội Sudan. Ngày 16 tháng 4, quân đội và các lực lượng hỗ trợ nhanh đã đồng ý với đề xuất của Liên Hợp Quốc về việc mở một hành lang nhân đạo cho các trường hợp khẩn cấp 3 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn rất mong manh khi cả hai bên đều bảo lưu quyền đáp trả nếu bên còn lại vi phạm. Hình ảnh khói đen nghi ngút, tiếng súng vang lên liên tục tại thủ đô Khartoum và nhiều thành phố khác của Sudan trong đêm qua vẫn tràn ngập trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Cùng với đó là hàng loạt các cuộc họp khẩn cấp từ quốc tế đang được tiến hành trong sự khẩn trương và căng thẳng để tìm giải pháp cho tình hình Sudan. Tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, Hội đồng An ninh và Hòa bình của Liên minh châu Phi AU đã nhóm họp khẩn kêu gọi các bên tại Sudan hành động kiềm chế và trở lại bàn đối thoại. Hội đồng này đã ra tuyên bố bày tỏ quan điểm phản đối bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài vốn có thể làm phức tạp thêm tình hình ở Sudan. Chủ tịch Ủy ban châu Phi Fakim Mahamat cũng lên kế hoạch ngay lập tức tới Sudan để giúp quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh đạt được một lệnh ngừng bắn nhanh chóng. Trong khi đó, một cuộc họp khẩn của Liên đoàn Ả Rập cũng đã diễn ra để bàn về các diễn biến chính trị tại quốc gia thành viên Sudan, hối thúc các bên chú ý đến nguyện vọng của người dân đất nước để có thể cùng nhau củng cố an ninh, chính trị và sự ổn định cho quốc gia này. Tại cuộc họp này, đại diện của Sudan tại Liên đoàn Ả Rập, As-Sadiq Omar Abdullah, cũng đã cập nhật về tình hình mới nhất của đất nước. Quân đội đã phòng thủ và giao chiến với các lực lượng hỗ trợ nhanh. Họ đã có thể kiểm soát tình hình, cũng như đẩy lùi được các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy. Quân đội cũng đã gây ra một số tổn thất cho đối thủ, nhưng vẫn còn một số nơi nữa mà các lực lượng hỗ trợ nhanh đã chiếm giữ ở các thành phố gần Khartoum. Đại diện của Sudan cũng kêu gọi sự hỗ trợ của các nước Ả Rập để giúp xoa dịu tình hình, nhưng không ủng hộ bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Đồng thời cho biết sự trung gian cho việc các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF sáp nhập vào quân đội Sudan đến nay đã thất bại. Giao tranh bắt đầu nổ ra giữa các đơn vị quân đội Sudan trung thành với tướng Abdel Fattah al-Burhan với các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF do tướng Moha Habdan Dagalo chỉ huy. Đây là đợt bùng phát đầu tiên kể từ khi cả hai lực lượng hợp lực lật đổ Tổng thống Omar Hassan al-Bashir vào năm 2019. Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga đã kêu gọi các bên Sudan phải chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Các nước trong khu vực châu Phi cũng đã ngỏ lời sẵn sàng hòa giải cho các bên tại Sudan nhằm hướng tới hòa bình và sự ổn định cho quốc gia châu Phi này nói riêng và toàn khu vực nói chung.